Trào lưu nắm tay anh đi khắp thế gian ra đời năm 2014 đã trở thành một cơn sốt, đẩy xu thế du lịch trải nghiệm của bạn trẻ lên ngôi. Nhưng không phải ai cũng có đôi có cặp để mà nắm tay nhau đi khắp thế gian. Một mình thì phải làm sao? Yên tâm, một mình không có nghĩa là cô đơn. Thường thường mọi người có xu hướng đi du lịch cùng bạn bè, người yêu hoặc đi một mình. Tuy nhiên chúng ta lại quên mất những người thân trong gia đình mình. Chẳng hạn là một chuyến cùng người anh, người chị, đứa em cũng là một ý tưởng thú vị. Mới đây một anh chàng có tên là Hoàng Văn Ân sinh năm 1994 ở Hà Nội đã thực hiện bộ ảnh nắm chân em đi khắp thế giới gây sốt mạng xã hội. Tuy nhiên người em được nhắc đến không phải là một cô gái hay người yêu nào đó mà lại là em trai ruột. Được biết em trai của Văn Ân là Hoàng Minh Nhật sinh năm 1999. Chia sẻ về việc thực hiện bộ ảnh độc đáo này với em trai mình, Văn Ân viết caption cực dễ thương. Nhiều lúc tôi chỉ tự hỏi mình, có lẽ nào do mình ăn ở không ra gì nên người yêu cũng không có. May ngay cả đến thằng em trai nó cũng không chịu đi du lịch cùng. Nhưng vé thì mua rồi, khách sạn cũng đặt rồi, đành phải lôi nó đi vậy. Chỉ hy vọng những chuyến đi sau có người khác tình nguyện đi cùng mà không phải đập ngất xong lôi đi như thế này. Trong những bức ảnh được chụp lại ngay từ sân bay đến khi đi chơi ở các địa điểm du lịch, người anh đều kéo lê, ép buộc em trai mình đi chơi cùng, dù người em miễn cưỡng không muốn. Liên hệ với Văn Ân, anh chàng cho biết, bọn mình vừa có chuyến du lịch đến Phú Quốc từ ngày 18 đến 23 tháng 1 vừa rồi. Tự nhiên mình nghĩ ra thấy vui nên bảo em trai làm theo để chụp ảnh, không ngờ được mọi người yêu thích như vậy. Bộ ảnh siêu dễ thương này đã nhận hàng nghìn lượt like và cơn mưa lời khen từ cư dân mạng. Đi với người thân của mình vừa vui vừa thoải mái mà còn có nhiều kỷ niệm đẹp, tại sao lại không cơ chứ?